Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Think Pro. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2020 cho đến đầu năm 2021 thì chúng ta đã thấy cái sự đổ bộ của rất là nhiều những cái mẫu laptop chạy con chip Intel thế hệ thứ 11 mới nhất. Tuy nhiên thì cũng trong khoảng thời gian đó, những cái mức giá của những chiếc laptop đó thì không lấy gì làm dễ chịu cho lắm, hầu hết trong khoảng từ 20 cho đến 30 triệu đồng. Nhưng thời điểm bây giờ mọi chuyện đã khác. Những chiếc máy chạy con chip Intel thế hệ thứ 11 với hiệu năng vượt trội hơn so với các thế hệ tiền nhiệm rất là nhiều thì bây giờ đã có một cái mức giá tốt hơn. Đơn cử như chiếc MSI Modern 15 A11M đang ở ngay cạnh mình. Chiếc máy này thì hiện tại có mức giá chỉ là 18,3 triệu đồng tại ThinkPro thôi, mà nó đã có cái build kim loại full thân vỏ máy rồi, kèm theo đó là rất là nhiều những cái tính năng nó xịn sò ở bên trong. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết mẫu máy này để xem rằng nó có thật sự là một chiếc laptop đáng để sở hữu trong tầm giá 18 triệu đồng không nhá. Trước hết đi về phần thiết kế thì MSI Modern 15 A11M năm nay nó không có nhiều thay đổi về phần ngoại quan so với cả thế hệ A10 năm ngoái. Cụ thể là chúng ta vẫn sẽ có một cái phần thiết kế nó khá là đơn giản, thế nhưng mà mình thấy được rằng là nó rất là sang trọng và tinh tế. Với tất cả thân máy đều làm bằng cái chất liệu kim loại, và cái chất liệu này thì nó cũng khá là cao cấp, với cái phần bề mặt được hoàn thiện một cái kiểu nhám nhám, sờ vào thì rất là thân thiện luôn. Và những cái đường nét ở trên chiếc máy này thì được làm tương đối là sắc cạnh. Nói chung là mình thấy rằng là nó rất là nam tính và mạnh mẽ. Nó khiến mình có đôi chút mường tượng đến những cái chiếc laptop như kiểu là Razer Blade chẳng hạn đấy. Nó vừa mạnh mẽ mà nó lại vừa sang trọng. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc đó là cái phần bề mặt máy này thì nó lại rất là bám mồ hôi. Vậy nên là nếu như các bạn nào mà có tay hay ra mồ hôi giống như mình thì nên lưu ý một chút phần này và nên vệ sinh máy thường xuyên. Bù lại thì cái phần chất liệu này khiến cho chiếc MSI Modern 15 có một cái cân nặng rất là đáng nể. Mặc dù nó là một chiếc laptop kích thước 15,6 inch các bạn nhá, màn hình rất là lớn, thế nhưng mà cái cân nặng của nó chỉ là 1,6 kg mà thôi, gần như tương đương với cả những cái chiếc laptop 14 inch. Và cái phần viền màn hình của chiếc máy này cũng mỏng, khiến cho nó có một cái tính di động rất là cao. Mình cực kỳ lễ ưng ở cái phần này luôn. Mặc dù là vừa được dùng cái màn hình to rất là sướng, rất là đã, thế nhưng mà mình không phải vác nặng cũng như là không phải cầm một cái chiếc máy cồng kềnh đi. Và ngồi ở quán cà phê thì mở cái chiếc MSI Modern 15 này ra để mà làm việc thì trông nó vẫn rất là sang chảnh. Đó là cái điểm mà mình cực kỳ là ưng ý đối cả MSI Modern 15. Đi sang phần màn hình thì ngoài 4 viền màn hình rất là mỏng ra, chúng ta còn có một cái kích thước lớn 15,6 inch. Tỷ lệ thì vẫn sẽ là 16 chia 9 thông thường thôi. Thế nhưng mà bù lại thì nó sẽ được phủ một cái lớp chống chói để các bạn có thể là làm việc ở trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Chiếc MSI Modern 15 này thì cũng có cái phiên bản màn hình cao cấp của nó với cái độ phủ màu lên tận 100% sRGB. Tuy nhiên các bạn biết đấy, trong một tầm giá 18 triệu thì khó thể nào mà đòi hỏi được là một cái màn hình nó phải thật sự là ngon, nó phải thật sự là đẹp. Vậy nên là cái màn hình ở trên phiên bản này thì nó cũng chỉ có độ phủ màu là trên 60% sRGB mà thôi. Và cá nhân mình đánh giá rằng thì nó sẽ phù hợp cho các bạn những cái công việc đó là xem phim, giải trí hay là làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản. Thậm chí là edit video thì cũng được, thế nhưng mà nó không có một cái độ chính xác về màu sắc quá cao. Vậy nên là các bạn cũng nên lưu ý về cái phần này. Đây không thật sự là một cái chiếc máy multimedia thực thụ. Nó được MSI gọi là một chiếc máy creator, nhưng mà theo mình thì nó sẽ thiên về cái hướng đó là content creator hoặc là các bạn làm editor thì được, chứ nếu mà để mà chỉnh ảnh trên chiếc máy này thì nó có vẻ như là hơi khó đối với cả cái màn hình này. Nhưng chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm làm việc có thể nói là rất là tốt, rất là trơn tru ở trên MSI Modern 15 A11M, với một cái phần bàn phím với layout vô cùng là rộng rãi. Và cái bàn phím này thì mặc dù là nó hy sinh cái phần phím số, thế nhưng mà chúng ta sẽ có những cái phím bấm, nó có một cái độ lớn đủ để làm hài lòng bất cứ một bàn tay nào đặt lên đây. Mình cực kỳ là thích cái layout bàn phím này, nó rất là rộng rãi, và thêm vào đó thì cái keycap của nó cũng là một cái keycap có cái đèn LED xuyên phím luôn. Các bạn có thể là dễ dàng làm việc ở trong đêm. Và mình thấy rằng là đây là một cái bàn phím có thể coi là đỉnh cao nhất ở trong tầm giá 18 triệu đồng. Nếu như mà so về cái trải nghiệm gõ thì nó chỉ thua ThinkPad một chút thôi. Thế nhưng mà vừa gõ hay lại vừa đẹp nữa thì MSI Modern 15 nó là số 1 ở trong tầm giá này rồi. Hơi đáng tiếc một chút đó là cái phần touchpad của chúng ta thì lại hơi bé. Giá như mà họ phóng to lên đúng với cả cái kích thước của một chiếc laptop 15 inch thì nó sẽ toàn vẹn hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái khả năng tracking phải gọi là cực kỳ tốt ở trên cái phần trackpad này.
Đi sang phần cổng kết nối thì đây cũng là một cái chiếc máy mà trong tầm giá mình đánh giá rằng là cần là có. Chúng ta có tới 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, đi kèm với đó là một khe cắm thẻ microSD. Và tất nhiên có cái cổng HDMI full size để các bạn có thể là dễ dàng trình chiếu. Và khi mà nhìn sâu vào các cái cổng kết nối này thì mình cũng thấy được phần nào cái khả năng hoàn thiện tốt của chiếc MSI Modern 15 này. Khi mà những cái cổng kết nối của nó thì không hề có cái hiện tượng bị sộc sạch hay là bị không đúng tâm. Nó cũng phần nào khẳng định cái độ bền theo tiêu chuẩn quân đội của MSI đưa ra cho chiếc máy này nó là chính xác. Phần mặt lề của MSI lâu nay thì cũng hay bị định kiến, thì ở trên cái đời MSI Modern 15A 11M này thì mình cũng thấy rằng là nó rất là ngon rồi. Đây các bạn có thấy rằng là mình mở được bằng một tay và nó rất là trơn tru các bạn nhá. Không hề có một cái hiện tượng lấn cấn gì xảy ra luôn. Các bạn cũng có thể là đẩy máy ra mở 180 độ để có thể là chia sẻ công việc với cả đồng nghiệp chẳng hạn. Đấy. Đây cũng là một chiếc máy mà nó được rất là chú trọng vào cái phần đó là thiết kế để mà dành cho những người làm trong môi trường doanh nghiệp. Vậy thì về hiệu năng của con chip Intel thế hệ 11 ở trên chiếc MSI Modern 15 này nó như thế nào thì mình sẽ cho hiển thị điểm số CDBR 23 để các bạn có thể là dễ dàng so sánh nhá. Thì đối với cả chiếc máy này thì mình thấy rằng là hiệu năng của nó ở mức tốt thôi chứ chưa thật sự là xuất sắc. Hơi đáng tiếc một chút đó là cái RAM của nó thì chỉ có một khe cắm RAM và các bạn cũng có thể nâng cấp lên, nhưng mà các bạn biết đấy, những chiếc máy mà chạy con chip Intel thế hệ 11 ấy thì khi mà chạy dual channel thì nó mới có thể là bung tỏa tối đa cái hiệu năng của các đồ họa Iris Xe tích hợp vào trong máy. Vậy nên đây cũng là một điểm khá là đáng tiếc của MSI Modern 15. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ là một chiếc máy nó đáp ứng rất là tốt cái công việc đó là các bạn làm việc văn phòng, các bạn edit video Full HD nhẹ nhàng, hoặc là các bạn chơi những cái tựa game eSports cơ bản, thì đối với cái MSI Modern 15 A11 này nó vẫn có thể là cân ngon những cái tác vụ đó. Và nếu như các bạn cảm thấy thích cái thiết kế này, các bạn vẫn muốn là dùng nó như một chiếc laptop multimedia, thì mình khuyên các bạn nên thêm một chút tiền để lên cái phiên bản có cái option đó là card đồ họa rời MX450, thì lúc đấy thì nó có thể là gần như là một chiếc máy multimedia toàn diện luôn. Các bạn chơi game hay là dựng video ở trên đấy thì cũng không có một cái vấn đề gì mà phải lăn tăn cả. Cuối cùng là về thời lượng pin thì MSI Modern 15A11M sẽ có một viên pin là dung lượng 52Wh. Và với cái trải nghiệm bật max độ sáng cũng như bật wifi mà lướt web liên tục của mình, cũng như là làm những công việc liên quan đến content ấy, thì mình có thể là dùng chiếc máy này trong khoảng từ 5 tới 6 tiếng đồng hồ. Với cá nhân mình thì nó là gần đủ cho một ngày làm việc rồi. Vậy nên là mình cũng đánh giá cao cái thời lượng pin của chiếc MSI Modern 15A11 này. Ok, và vừa rồi thì cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc MSI Modern 15 chạy con chip Intel thế hệ 11 rất là mới. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment của video nhá. Và mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại thì những chiếc laptop mà chạy con chip Intel thế hệ 11 thì nó đã về đúng với cả cái mức giá trị thực tế của nó. 18 triệu cho chiếc máy này, cái như mình thấy quá là xứng đáng luôn. Và nếu như các bạn muốn mua một chiếc máy về để work from home thời điểm bây giờ thì đây cũng là một chiếc máy mà theo mình nó vô cùng toàn diện ở trong phân khúc của nó. Ok, nếu như các bạn muốn tham khảo sâu hơn về những cái option về chiếc MSI Modern 15A11M này thì đừng quên là tham khảo cái đường link mình để dưới phần mô tả của video nhá. Cũng như nếu như các bạn muốn đặt thêm những cái câu hỏi dành cho bọn mình và muốn tương tác sâu hơn với bọn mình thì hãy tham gia group Dạo Bước Công Nghệ bởi Think Pro trên Facebook. Video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn rất nhiều các bạn đồng hành cùng mình từ đầu cho đến cuối video. Đừng quên để lại một like, subscribe, ấn nút chuông cho Think Pro để xem thêm những cái video đánh giá laptop mới nhất ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.